Chào các em, chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 6 V-Olympic khối lớp 9. Bài thi số 1. Bài này chúng ta có thể biến đổi bằng cái nhóm công thức tỷ số lượng giác. Nếu các em lười, các em có thể dùng máy tính vào túi nhập x bất kỳ. Nhưng mà thầy cũng nói trước là chúng ta không nên lạm dụng cái đó. Đó chỉ mang tính chất đối phó thôi. Đối với bài tập này thì chúng ta có thể biến đổi bằng suy luận. Cũng đơn giản thôi. Các em luôn nhớ cho thầy là tan x thì bằng sin x chia cos x. Cotan x thì bằng cos x chia cho sin x. Và sin bình x cộng cos bình x bằng 1. Đó là những công thức cực kỳ cơ bản. Còn một công thức nữa cũng ít dùng nhưng mà cũng nên nhắc, đó là tan của một góc nhân với cotan của góc đó thì bằng 1. Tan x nhân cotan x thì bằng 1 ha. Như vậy nếu các em để ý kỹ thì các em sẽ thấy là cos mũ 4 cộng 2 sin mũ 4, cos bình cộng sin mũ 4 x thì nó suýt nữa là thành hàng lẫn thức đó, đúng không? Nó chỉ chật cái ở giữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp 2 sin mũ 4 cos bình với lại 2 cos mũ 4 sin bình. Các em kết hợp hai cái này lại, rút 2 sin bình cos bình ra thì ở trong sẽ còn là sin bình cộng cos bình, mà sin bình cộng cos bình là bằng 1. Vậy tóm lại hai cái hạng tử này cộng lại, hợp tác lại thì đó chính là 2 sin bình cos bình. Và khi lại bắt tay với lại cos mũ 4 và sin mũ 4 ở đầu và đuôi thì ta sẽ có là sin bình cộng cos bình tất cả bình. Mà cái đó sẽ là bằng 1. Một bình thì bằng 1 đó các em, và cộng 1 thì sẽ bằng 2. Các em chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi nha. Chúng ta sẽ không thể làm việc được nếu thiếu những cái thứ đó. Một bài tập tương tự các em. Các em để ý tan bình thì sẽ bằng sin bình chia cos bình. Như vậy hai cái này nhân nhau thì ta giản lược nó sẽ còn sin bình. Cos bình cộng sin bình thì bằng 1, và cộng với 2014 nữa thì bằng 2015. Cái này chúng ta có thể biến đổi bằng tay hoặc là bấm máy thì các em. Đối với những bài toán mà căng hai lớp như thế này thì chúng ta cần phải được bồi dưỡng một chuyên đề riêng để có thể chống chọi được ha. Thì trên kênh của thầy cũng sẽ có chuyên đề riêng về căng nhiều lớp, các em theo dõi. Kết quả ra rất đẹp, nó sẽ bằng 2. Rồi các em chuẩn bị hình nháp, vẽ hình. Hình thang đáy nhỏ 15, hai cạnh bên bằng nhau và bằng 25. Góc tù là 120. Vậy độ dài đường trung bình là bao nhiêu? Các em kẻ đường cao xuống. Từ cái đáy trên các em kẻ một đường cao xuống thì chúng ta sẽ xuất hiện một tam giác vuông
có góc bằng 30 độ và cạnh hiền bằng 25. Em cứ vẽ hình nó đi. Như vậy chúng ta sẽ tính được cái cạnh góc vuông, hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó, tam giác vuông mà thầy vừa nói ha. Kẻ hai đường cao xuống thì có một hình chữ nhật ở giữa và hai tam giác hai bên. Ở hình chữ nhật ở giữa thì các em sẽ đưa cái độ dài 15 xuống phía dưới đáy. Giờ ta tính hai bên nữa là xong. Rồi xét cái tam giác vuông mà có góc 30 độ, một cạnh bằng 25, cạnh hiền bằng 25, thì dùng tỷ số lượng giác hoặc là nửa tam giác đều, các em sẽ tính được cái cạnh góc vuông mà nằm ở trên cái đáy lớn đó, nó sẽ bằng là 12,5. Rồi cộng cho 15, rồi lại cộng cho 12,5 nữa, thì đó chính là đáy dưới. Đáy dưới là 40. 40 cộng 15 rồi đem chia đôi, vậy các em sẽ có kết quả là 27,5. Tiếp tục vẽ hình ra. Những bài hình thì nó tốn nhiều thời gian, người ta phải tập luyện thường xuyên chứ không thôi là sốc. A 120 độ, B bằng 35 độ, AB thì bằng 12,25. Đây thuộc lớp bài toán giải, giải tam giác. Em cứ vẽ hình đi. Góc A 120, B 35, AB 12,25. Rồi nhiệm vụ của mình là tính BC. Rồi giờ thầy hướng dẫn nha. Em kéo dài AC ra. Rồi từ B các em kẻ BH vuông góc với AC. Như vậy là ta sẽ có tam giác BHA là vuông, có cạnh hiền là 12,25. Và khi đó góc HAB là bằng 60 độ bởi vì kề bù với góc 120. Bây giờ ta sẽ tính cạnh HA. HA là bằng cạnh hiền cos kề, tức là 12,25 nhân cho cos của 60. 12,25 nhân cos của 60. Vậy các em sẽ có đáp án là bao nhiêu? 12,25 nhân cos 60. Bốn chín phần tám. Rồi các em có thể tính HB luôn nếu thích. Nhiệm vụ của mình là tính cái gì nè? À, tính BC mà. Tính BC. Như vậy việc tính HA có thể là không cần thiết rồi các em. Rồi các em tính nhanh góc C cho thầy. Góc C là 180 trừ cho 120 trừ 35. Vậy là sẽ bằng 25 độ. Góc C bằng 25 độ. Bây giờ các em tính HB nha. HB thì ta dùng tam giác ABH cho tính. Là bằng cạnh hiền nhân sin đối. Tức là 12,25 nhân cho sin của 60 độ. Kết quả này nó không có đẹp đâu, các em lưu vào biến nhớ đi. Thầy lưu vào biến nhớ. À, nếu kết quả đầy đủ, BH sẽ là 49 căn 3 phần 8. Rồi bây giờ ta xét tam giác lớn là BHC. Thì các em sẽ có là HB là bằng cạnh hiền BC nhân sin đối là sin C đó. Vậy từ đó BC sẽ bằng gì? Sẽ bằng HB chia sin C. Tức là bằng 49 căn 3 phần 8 rồi chia cho sin của 25 độ. Ta ứng máy nữa là xong. 49 căn 3 phần 8
đem chi cho sin của 25. Làm tròn kết quả, làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy ở mỗi bước. Như vậy kết quả nó sẽ ra là 25,1. 2,1, 25,1 là đáp án cuối cùng. Sai rồi. Như vậy là lỗi sai của chúng ta là gì các em? Lỗi sai của chúng ta là chúng ta tính đến cuối cùng chúng ta mới làm tròn. Còn đề bài yêu cầu là làm tròn theo từng bước. Như vậy lúc tính HB là chúng ta cũng phải làm tròn lấy một chữ số phân đã. Rồi sau đó là lấy kết quả làm tròn nó lại tiếp tục cho phép tính tiếp theo rồi lại làm tròn tiếp. Như vậy về thực tế thì cách làm của chúng ta mới là cách làm chính xác, nhưng mà không có đúng yêu cầu của đề bài. Lại bài toán căn hai lớp. Đáp án bằng 6 các em. Đáp án là 115. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 3 các em ạ. Đạt được khi x bằng 1. Dễ thấy đây là các cái hàm số đồng biến. Đồng biến với x các em. Vậy nếu x tăng lên á thì giá trị của a nó sẽ tăng lên thôi. Vậy ta chọn x nhỏ nhất. X nhỏ nhất mà đảm bảo cho hai cái căn đó xác định thì vẫn là x bằng 1 thôi.
Đáp án là căn 2 kìa. Vậy A chính là 2. Cẩn thận nha. Người ta hỏi A chứ không có hỏi kết quả căn A. Cái biểu thức cần càng này các em rút gọn lên nó sẽ ra 10 đó. Bây giờ là ta sẽ có 10x trừ cho 20 cộng x bình phương cộng 44 là bằng 0. Vậy đây là một phương trình bậc 2 là x bình cộng 10x rồi cộng cho 24 bằng 0. Vậy đáp án là x sẽ bằng trừ 6 và trừ 4 ha. Trừ 6 và trừ 4 là hai nghiệm của phương trình này. Thì cộng lại nó sẽ bằng trừ 10 kìa. Đáp án là trừ 10. Số nghiệm của phương trình này, cái mũ 3 lên thôi. Mũ 3 hai vế lên thì 3x bình nó triệt tiêu thôi. Giờ là ta chỉ có một nghiệm thôi kìa. 2x, 4x đúng một nghiệm. Rồi cho tam giác ABC vuông tại A. AC bằng 15, góc B bằng 30 độ. Phân giác CD. Rồi tính cạnh CD. Như vậy là gì? AC là 15, góc B là 30 độ, phân giác của góc C, phân giác CD như vậy là góc này 60 độ, phân giác ra là 30 độ. Đúng không? Xét tam giác ADC, kem xét tam giác ADC thì có một cạnh góc vuông bằng 15, một góc bằng 30 độ, thì ta sẽ tính được cạnh hình CD thôi. Cạnh hình CD sẽ bằng 15 chia cho cos của góc kề là cos 30 độ đó. 15 chia cho cos 30. Rồi. Như vậy nó sẽ ra 10 căn 3. 10 căn 3 có nghĩa là căn 300. Đúng không? Căn 300. Như vậy A của chúng ta là 300. Rồi ta vừa hoàn thành bài thi số 1. Chậm cũng được kìa, làm chắc cú là được rồi. Rồi bài đầu tiên chúng ta bấm máy thôi, hết cách rồi. À cũng làm nhanh được các bạn. 15 với 75 là các cái góc phụ nhau. Vậy sin thằng này sẽ bằng cos thằng kia. Vậy là sin 15 là bằng cos 75. Vậy hai này trừ nhau hết nè, hai giữa trừ nhau hết luôn, hai cái giữa trừ nhau cũng hết, vậy bằng 0. Và này tao bấm máy thôi. Hoặc là giải bằng tay. Đáp án ra 4. Bài này ta giải phương trình căn thôi. Vậy đáp án sẽ là gì? 5 trừ 4 là thành 1 nè. Chuyển cái này qua đây là 2 là thành 3. 3 căn x cộng 1 là bằng 12. Vậy căn x cộng 1 sẽ bằng 4. Như vậy là x cộng 1 bằng 16. Vậy x bằng 15 kìa.
Bài này thì tự rút gọn kem nha. Mấy bài này kem làm không được thì thi thối gì nữa ha. Đáp án là 2015 luôn. Năm căn hai trừ hai căn năm trên căn năm trừ căn hai. Bây giờ ta chụp căn ở mẫu thôi kìa. Các em cần nhớ là có ba cách chụp căn ở mẫu nha. Ở đây chúng ta chụp căn ở mẫu bằng cách nhân với lượng liên hợp là 6 phần 2 trừ căn 10 á. Còn cái phương thức thứ nhất thì ta có thể là phân tích tử và mẫu nhân tử rồi rút gọn nhân tử chung. Đáp án mà này ra rất đẹp, ra bằng âm 2. Bài số 6 cho hình thang cân ABCD. Các em nhìn cái số đo 6, 8, 10 là các em nghĩ ngay tới tam giác vuông nha, Pythagore đảo thôi. Rồi như vậy chiều cao của hình thang đó thì là dùng hệ thức lượng luôn. 6 x 8, 48, chia 10 là 4,8 thôi. Bài đề toán lừa đảo mà. Rồi ta tìm giá trị lớn nhất của biểu thức dưới căn ngã. Giá trị lớn nhất của biểu thức dưới căn là 16. Như vậy giá trị biểu lớn nhất của A sẽ là căn 16 hay là 4. Rồi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Đây lại là một chuyên đề nữa các em. Em nào đã từng bồi dưỡng thì dễ chứ, chưa bồi dưỡng thì đụng bài này là dễ rối lắm. Rất dễ rối ha. X bình trừ 6X. Các em sẽ tìm thêm 9 từ số 45, tách 9 ra. Bắt tay với x bình trừ 6x sẽ thành là x trừ 3 tất cả bình. Còn y bình trên 4 trừ 5y là nó sẽ thành y trên 2 tất cả bình nè. Trừ 2 nhân y trên 2 nè. Rồi nhân trên 5. Vậy là các em sẽ phải thêm 25 vào đuôi. Tóm lại là y bình trên 4 trừ 5y, các em sẽ thêm 25 vào đuôi để thành hàng đẳng thức là y phần 2 trừ 5 tất cả bình. Đó. Vậy nãy giờ mình tách 9, tách 25 đi. Số 45 bị tách 9 đi rồi, tách 25 đi rồi. Thì nó còn lại bao nhiêu? Còn lại 11. Đó chính là giá trị nhỏ nhất luôn. Câu số 9. Tam giác ABC cân tại A. Góc hai góc ở đấy là 65 độ. Đường cao CH bằng 3,6. 3,6. Tính AB. Thay vì tính AB các em tính AC đi. Đúng không? AC thì ta sẽ lấy HC chia cho sin của góc A. Giờ ta tính góc A là 108 trừ cho 2 lần 65 là bằng 50. Góc A là 50 độ.
thì cạnh HC sẽ bằng cạnh hiên sin đối, như vậy cạnh hiên AC sẽ bằng HC chia cho sin sin A. Tức là các em lấy 3,6 chia cho sin 50 nhé. 3,6 chia sin 50. 3,6 chia sin 50. Và người ta yêu cầu là làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy. Kết quả là 4,6999. Như vậy là bằng 4,7 các em. Câu cuối cùng. Gì mà lằng nhằng dữ vậy? Không gì phải vội các em nha. Chỉ cần đáp án đúng thôi. Thời gian nhanh chậm không quan trọng. Rồi ta rút gọn A đi. Các em lấy nháp, các em rút gọn A. Các em rút gọn biểu thức A đi ha. Thì 2x trừ 2 căn x trên căn x trừ 1, rút gọn nó sẽ ra là 2 căn x. Còn này là ở tử là hàng đẳng thức số 6. Căn x mũ 3 cộng 1 mũ 3 đó tách ra thành tổng nhân bình phân thiếu của hiệu. Rút gọn với bình phân thiếu dưới mẫu là nó còn lại căn x cộng 1 thôi các em. Nó tóm lại biểu thức A sau khi rút gọn là A còn lại là x trừ căn x cộng cho 2. Đó. Rồi giờ các em đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức đó thôi. Chú ý là ít là phải lớn hơn bằng 0 nha. Ít phải lớn hơn bằng 0 thôi. Giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng 3/4, đạt được khi căn x bằng 1/2 các em. Tức là khi x bằng 1/4 đó. Kết quả số phân gọn nhất là 0,75. Giả sử có sai câu nào, một hai câu thì cũng phải là vấn đề lớn các em nhé. Nhớ nhé, đọc đề thật kỹ nha. Có vấn đề các em. Cái bài câu 10 không phải là 0,75 mà sẽ là 7/4. 7/4 chứ không phải 3/4. 7/4 là 1,75 nha. Rồi ta đã hoàn thành hai bài thi. Bài số 3. Vượt chướng ngại. Máy load chậm quá. Đợi chút.
Rồi giá trị lớn nhất của biểu thức dưới căn tiền trước. Max bằng 4, biểu thức dưới căn max bằng 4, vậy là biểu thức P max bằng 2. Tiếp tục. Nếu tam giác AC vuông tại A mà BC nó gấp đôi AC thì nửa tam giác D là BC gấp đôi AC thì góc C bằng 60 và góc B bằng 30. Lớp 7 cũng làm được. Tiếp tục. Hình thang cân ABCD. Cạnh bên 5, đáy nhỏ 3, góc A 120. Bài này nãy có một bài giống vậy rồi. Giờ các em kẻ AH vuông góc BK vuông góc với cái đáy dưới. Vậy HK sẽ bằng 3. Rồi giờ xét tam giác BKC thì góc KBC nó sẽ bằng 30 độ, 120 trừ 90 thôi. Vậy lúc đó KC nó sẽ bằng 2,5. KC bằng 2,5, các em tự tính nha. DH cũng bằng 2,5. Vậy đáy dưới á, đáy dưới sẽ là 8. Đáy dưới 8, đáy trên 3, hai cạnh bên là 5, 5 nữa. Vậy là chu vi sẽ bằng là 21. Tiếp tục. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. BC bằng 12. BH bằng 3. Tính độ dài AB. AB bình sẽ bằng 3 nhân 12 thôi. Hệ thức lượng mà 36. Vậy AB bằng 6, dễ và ta. Hên nó nhiều lúc hên em gặp toàn câu dễ ha. Còn xui gặp toàn câu xưa. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là bao nhiêu? Thì biểu thức thứ nhất căn x bình chính là giá trị tuyệt đối của x. Con này nó sẽ ra là giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Như vậy biểu thức P chính là giá trị đối x cộng cho giá trị đối của 2 trừ x đi. Mà các em đã biết rồi, giá trị đối của A cộng giá trị đối của B thì luôn luôn lớn và bằng giá trị đối của tổng A cộng B ha. Nhớ điều này nè. Nhiều em không biết đâu. Giá trị tuyệt đối của A cộng cho giá trị tuyệt đối của B thì lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Đây là chân lý ha. Như vậy ta có giá trị tuyệt đối của x nè cộng cho giá trị tuyệt đối của 2 trừ x thì lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 2 trừ x. Như vậy là giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 2 đó. Rồi, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở những vòng thi sau nha.